Anh chàng này có kiểu ăn khác người vậy. Anh không ăn bằng miệng mà anh ăn bằng mũi. Không biết anh ăn như vậy thì anh thở bằng cách nào nhỉ? Bộ môn nhảy bằng rì đã rất đáng sợ rồi. Nhưng nhảy bằng rì mà có người cầm dao cắt đứt sợi dây lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Đây đúng là một trải nghiệm thú vị dành cho những người thích chinh phục độ cao. Anh chàng cắt tóc đã sử dụng kỹ năng tài nghệ của mình biến cái đầu của khách hàng thành cái bàn để anh ta để ly uống nước. Chiếc xe ô tô đã bị biến dạng khi chiếc máy bay thả một lượng lớn phẩm màu xuống. Không biết tại sao con ếch lại có thể chui vào trong đèn pha của xe ô tô như vậy nhỉ? Ủa, tại sao những cái kim này lại đứng như vậy nhỉ? Tôi nghĩ là họ đã đặt nam châm ở dưới sàn nhà thì mới xảy ra hiện tượng này. Bạn có nghĩ vậy không? Không chỉ con người mới có tính cà khịa. Con cá voi này nó biết cà khịa con chim. Vì nó bắt được con cá, còn con chim thì không. Thế giới động vật cũng hài hước đó chứ. Đây là cảnh quay hình thành một cơn lốc. Trông nó thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là có người dám đứng rất gần để quay cơn lốc đó. Không hiểu tại sao người ta có thể ăn những món ăn đáng sợ như vậy. Cô gái đang chuẩn bị thưởng thức món ăn yêu thích thì bỗng nhiên con chim ở đâu bay tới, cướp luôn miếng ăn ở trên miệng của cô. Đúng kiểu miếng ăn đến miệng còn để mất. Cô bé này chắc đã lâu lắm không được đi bơi, nên cô ấy đã xả nước tràn ngập nhà, tranh thủ trong lúc bố mẹ đi vắng để bơi thỏa thích. Hy vọng là cô ấy không gây ra tai họa gì. Người ta đã đặt 140kg thuốc nổ ở dưới chân dàn khoan dầu khổng lồ nặng 15 tấn này. Nó giống như hạt cát so với khối lượng của dàn khoan, nhưng sức công phá của nó rất ấn tượng. Nhìn anh ta quay thôi mà tôi cũng đã thấy chóng mặt rồi. Không biết sau đó anh ta có đứng dậy nổi không nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng ngọn lửa lan rộng như vậy. Trông thật tuyệt đẹp. Đây là hình ảnh mà khiến người ta có thể nhìn mãi không chán. Không biết đàn hươu ấy đi như thế để làm gì và đi trong bao lâu. Bạn có biết không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Anh tài xế vô tình quay lại được hình ảnh của đám mây, nhìn trông giống như một chiếc UFO vậy. Bạn có tin về điều đó hay không? Trời ơi, trong cái lavabo rửa mặt mà rắn nó cũng chui xuống nữa. Anh chàng này phải gằn lắm mới dám dùng tay để bắt nó, chứ gặp tôi chắc là bỏ chạy, chứ làm gì dám làm thế. Con cá mập này trông giống như thật, nhưng không hề khiến mọi người sợ hãi. Có vẻ như họ đã biết trước khi vào công viên này sẽ có con cá mập giả này sao? Wow, tôi chưa bao giờ thấy cầu vồng như thế này. Không biết nó có thật không nhỉ? Nhìn lũ vịt con này có nề có nếp thật chứ? Đây là hình ảnh di chuyển của những đám mây khổng lồ được quay từ trên cao. Đúng thật, mẹ thiên nhiên thật vĩ đại.
Đây là cách người ta gỡ bỏ lớp băng bám trên dây điện ở Canada để đảm bảo dòng điện được hoạt động bình thường. Cách uống bia của anh chàng này ai mà chơi cho lại, vừa đánh đàn vừa uống bia, trông thật điệu nghệ. Rõ ràng anh chàng này là một người chơi bóng rổ rất giỏi, chứ không phải là may mắn nữa. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và đừng tiếc cho chúng tôi một like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.